và các bạn ạ, theo như yêu cầu của cô chú anh chị và các bạn có nhờ Tư Su hỗ trợ quay dầm ở con đường Ngô Quyền ở tại thành phố Phan Thiết. Hôm nay thì cuối tuần Tư Su sắp xếp thời gian để quay kính giới thiệu đến cô chú anh chị các bạn. Và đường Ngô Quyền này là con đường mà khi chúng ta đi thẳng đến cuối cùng thì nó sẽ đến chợ Cẩm Sình. Cho nên là hôm nay Tư Su đứng ở đây ở bên đường thôi, rồi cái là Tư Su sẽ đi bộ đi một vòng từ giữa đường Ngô Quyền để đi đến một cái căn nhà số 13 Ngô Quyền, và chúng ta sẽ đi lên chợ Cẩm Sình xem thử trong chợ và buổi sáng ngày hôm nay có những món ăn gì cả nhà mình ha. Tư Su đang đứng ở bên cái góc bên này là đường Ngô Quyền, đang là số 7. Cái lời yêu cầu nhà hỗ trợ là quay giúp giùm căn nhà số 13. Thì cái căn nhà số 13 này, đây là căn nhà số 13 đây ạ. Ở trước này thì thấy đóng cửa, nhưng mà ở trước thì họ để những cái bàn để ngồi uống cà phê. Để Tư Su đi qua bên này đường để quay lại căn nhà số 13 cho cả nhà mình nhìn xem cho nó lại rõ hơn. Đây là căn nhà số 13 của mình đây ạ. Tư Su quay xin gần để mình cùng nhìn lại. Ở trước thì bây giờ họ đóng cửa rồi, trước thì mọi người đang ngồi uống cà phê vào buổi sáng, cà phê vỉa hè. Rồi mình sẽ đi tiếp tục. Ở đường này thì có những cái món bò bít tết, bún bò Huế. Rồi ở đây căn nhà số 13 này mình nhìn ra, mình đi hướng này thì về lại đường Trần Hưng Đạo nè. Còn đi ngược qua cái hướng này thì mình sẽ đi về đường Ngư Ông. Và bây giờ mời cả nhà mình sẽ đi tiếp tục lên chợ cùng với Tư Su. Ở đây thì họ đang bán chợ, đi từ từ chậm chậm để cả nhà mình sẽ nhìn chợ ha. Ở đây chợ thì có cái đặc biệt đó là nãy Tư Su thấy là mình sẽ bán ớt theo mớ mớ như thế này. Thế là thích lớn không hả? Cái gì cục cục như là được rồi, lớn quá. Đây ớt. Ớt đây cả nhà mình với lại lá mì. Ở đây là seri. Dạ, seri đó. Còn cái này là măng. Măng tươi ha. Măng tươi hả chị? Chị dọn ra đây sáng sớm không chị? Mấy giờ là mình dọn hàng chị? Để bán tới khoảng mấy giờ? Có thể 9 giờ, thì 10 giờ, thì 11 giờ. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị bán mau hết hàng. Cảm ơn. Dạ, cái này là ớt ớt hiểm. Ớt hiểm. Đây ớt hiểm. Này ớt này còn cái loại ớt trái nhỏ hơn nữa ha. Không, ớt này nhỏ nhất rồi, cái kia nó bự hơn kia. Ớt hiểm này là loại nhỏ nhất. Đây đây là trái đu đủ nè. Dạ. Rồi ớt sim lớn ở đây. Cái này mà chồng thì ăn chấm mà nước mắm vô ăn với cơm nguội cũng ngon nữa. Rồi thì mình sẽ đi tiếp lên trên này. Ở đây có cái rau này là không biết là ở bển nhà mình có không. Dạ, đây là cái rau càng cua này cô chú anh chị các bạn, mình không biết là ở nhà mình có trồng được cái này không. Đây này là cây đậu rồng nè. Cảnh người đi chợ tấp nập vui vẻ. Rồi mình sẽ đi lên đây tiếp nha cả nhà. Đây mọi người đi chợ. Có cái tiệm bánh căn nè, Tư Su qua đây quay bánh căn cho cả nhà mình xem nha. Đây là cái hàng bánh căn nè cả nhà. Đây, khách đang ngồi ăn. Đọc báo. Tư Su zoom gần cái bánh căn cho cô chú anh chị các bạn mình xem. Bên đây là góc chợ Cẩm Sình. Hàng bánh căn này trước số 25 Ngô Quyền.
25 Ngô Quyền thì mình muốn ăn bánh căn thì buổi sáng thì mình có thể ghé đây ăn. Dạ rồi, mình rời khỏi cái hàng bánh căn thì mình sẽ đi qua hàng đồ ăn tiếp, nhưng mà ở đây Tissu thì có cá cơm than nè. Phía qua đỡ gì vậy? Cá cơm. Mua cái hàng tới đi. Đẹp. Lạc đầu nhìn đi. Cho 70.000. Lạc đầu rồi là 70.000. Đây là hàng sữa đậu xanh, đậu nành, đậu phộng nè. À, một góc bên chợ Cẩm Sình. Đây là chị hết đậu xanh rồi, giờ lấy đậu xanh ra. Đây là khách mua đem về. À, đậu nành, à, rau má. Ở đây thì có xương xăm, xương sáo. Chợ Cẩm Sình, Ngô Quỳnh. Người ngồi ăn bánh lọt nước dừa. Bỏ thêm một miếng dầu chuối. Rồi qua bên này thì cho đá vô. Đây là cái ly. Cô ngồi ăn. Rồi mình xong cái qua đây thì có hàng xôi. Đây là hàng xôi giò, xôi đậu phộng nè. Chị là mỗi ngày bán hai thao lận đó cả nhà mình. Giờ này Tissu ra là gần hết rồi. Đó, ngay bên góc thôi. À. Đây là xôi. Xôi gốc, xôi đậu phộng, xôi đậu đen. À, xôi lá dứa. Hết bắp luôn. Đó, bán rất là đắt hàng. Ở bên này là muối mè, dừa với mỡ hành nè. Đó, những cái món ăn quê hương của mình đó cả nhà ơi. À, thì đứng đây nhìn lại cái góc hồi nãy mình mới vừa đi qua đây cô chú anh chị các bạn. Đây, cái chỗ bán xôi nè, đó ngay cái góc chợ Cẩm Sình. Dạ không, em không mua chị. Dạ, em không mua chị ơi. Đó. Rồi xong cái mình đi qua đây. Qua đây thì Tissu thấy có cái hàng bánh canh chả cá, đông người ăn lắm. À, bữa giờ chưa có quay, hôm nay đi qua. Ngay góc này.
là mình bán món cơm nè, món cơm có bánh canh nữa phải không chị? Dạ. Đây là chả nè, bánh mì nè. Dạ thì một bên cái góc đường Ngô Quyền, mình đi dọc qua bên góc đường Ngư Ông, thì mình sẽ kết thúc video clip này ở đây. Thì cô chú anh chị các bạn, mình nhìn lại cái góc đường này, này có một cái cụ bà ngồi ăn sáng. Dạ thì Tisu cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip cùng với Tisu trong chương trình ngày hôm nay. Kính chúc cô chú anh chị các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều an lạc và ai cũng khỏe mạnh hết. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.